mang biển tên tới đây. Vâng, thưa sếp. Chuyện đó có phải cậu làm không? Xin lỗi sếp. Tôi hỏi cậu một lần nữa, có phải cậu làm không? Xin lỗi sếp. Sự việc diễn ra vào một đêm giao thừa. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ nha. Nhìn gì mà nhìn, tập trung đi. Chơi tiếp. 5, 10, 15. Điên hay sao vậy? Sếp Long, đêm giao thừa nể mặt vậy. Xem sếp muốn uống cái gì. Là cậu làm phải không? Liên quan gì tới tôi chứ? Danh sách tôi cần đâu? Là ý gì? Tôi không biết. Đừng có giả vờ với tôi. Sếp à, không biết không có tội. Nói cậu biết, lần này cậu không hợp tác, sau này đừng có mong tôi giúp cậu. Lực bất tòng tâm. Đừng để tôi nắm được thóp cậu. Năm mới vui vẻ, đi thông thả. Ra đây, ra đây. Chuyện gì chứ, đau quá đi. Chuyện gì à? Là tôi hỏi cô mới phải. Em chơi với bạn em có vấn đề gì chứ? Bạn sao? Bên này là bạn, bên kia cũng là bạn. Đừng như vậy mà. Liên quan gì mày, ngồi xuống đi. Theo tôi ra đây. Nhanh lên. Anh bị điên sao? Ra đây. Nhanh lên. Ra đây. Là bạn thôi sao? Bạn thôi sao? Đây, làm cái gì vậy? Mày là ai? Đại ca, tên này là cảnh sát đấy. Cảnh sát thì giỏi lắm sao? Dám gây sự ở địa bàn của tao à? Bỏ đi. Có tin tao bắt tụi mày không? Cấp trên của mày tao còn không sợ. Uống say rồi ở đây gây sự sao? Cút, cút đi. Chẳng qua tụi bay đông người thôi. Có giỏi thì chơi tay đôi đi. Đi thôi. Đến đây. Còn muốn gây sự không? Xảy ra chuyện gì?
Chào sếp, tôi là quản lý quán bar. Tên khốn này uống say đồ gây sự, tôi duy trì trật tự thôi. Sếp, là đồng nghiệp. Bắt nó đi, nó đánh cảnh sát đó. Ai mà biết anh là cảnh sát đâu. Thì đó, ai mà biết chứ. Trên mặt có viết chữ sao? Có chuyện gì? Sếp, tấn công cảnh sát. Bắt tất cả lại. Rõ thưa sếp. Tiền tới đây là được rồi. Giúp anh chăm sóc cho bà ngoại. Ừ. Sao vậy? 3 tháng thôi mà. Chỉ là trại cải tạo thôi. Anh sẽ ra ngoài nhanh lắm. Anh Phạm, hay là tìm một công việc đi. Chúng ta cùng nhau cố gắng là có thể chăm sóc bà ngoại. 13 tuổi anh đã ra ngoài lăn lộn, anh còn có thể làm việc khác chứ. Bổn tòa tuyên bị cáo Lương Dịch Phàm tội danh tấn công cảnh sát thành lập, phạt giam giữ 2 tháng ở trại cải tạo, đến trại giam Bích Ốc chờ ngày chuyển đi, lập tức chấp hành. Hai con ở trên trời có linh thiêng, thì bảo vệ thằng Phạm được bình an. Nè, làm gì vậy? Xem chút không được sao? Người mới à? Liên quan gì mày? 363121 là gây sự à? Bị thần kinh thì qua bên này ngủ. Mày chết chắc rồi. Đừng cãi nữa, qua đi. Ba sáu ba một hai một chuyển trại. Không sao đâu. Cái quái gì thế này? 363121. Cảm ơn sếp. Chữ dịch viết sai rồi. Xin lỗi sếp. Là tên đó ra tay trước. Làm gì vậy? Là tên đó ra tay trước. Làm gì vậy? Đánh đi. Có gan thì tay đôi. Được rồi, để tôi. Cậu chính là Lương Dịch Phàm. Có nghe người ở bên ngoài đang hô cái gì không? Xin lỗi sếp. Hiểu chưa? Phải biết luật ở chỗ này. Giáo quan ở đây chính là luật.
Cậu nhớ kỹ, không ai kêu cậu vào đây, là bản thân cậu muốn. Ở bên ngoài có oai cỡ nào cũng vô dụng, nơi này có luật của nơi này. Sau này thông minh một chút đi. Siêu, đưa cậu ta đi. Chào buổi sáng sếp. Chào buổi sáng sếp. Chào buổi sáng sếp. Lại đây. Không có cảm giác gì à? Trên mặt cậu có con muỗi. Giường số 1. Dân, thưa sếp. Giúp người mới đi. Dân, thưa sếp. Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu. Có biết lịch sự không? Vào đây thì phải học luật ở đây. Bạn học đập mũi giúp cậu. Không nhìn thấy trên mặt đối phương có mũi sao? Phải làm thế nào? Có cần đánh mạnh như vậy không? Đập mũi chứ không phải đánh người. Không được tức giận trong lòng. Mấy người còn lại qua đây. Vâng, thưa sếp. Chỉ bạn mới đập mũi như thế nào đi. Cảm ơn cậu. 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 Đã học được chưa? Người ta phục vụ cho mình thì nên nói gì? Cảm ơn cậu. Không nghe thấy. Cảm ơn cậu. To tiếng lên. Cảm ơn cậu. Sau này các cậu phải đặc biệt để ý mặt của học viên này. Rõ thưa sếp. Tiếp tục phủ đệm. Rõ thưa sếp. Không đều, đánh tay cho thẳng. Nhìn về phía trước nào. Đừng có thẫn thờ ra, tập trung cho tôi. Chào buổi sáng sếp. Chỉ có một người chào, còn lại câm hết rồi sao? Xin lỗi sếp. Sabi, sao mới đó đã quay lại nhanh vậy? Xin lỗi sếp. Chắc chắn là rất nhớ tôi rồi. Xin lỗi sếp. Người cũ làm đội trưởng đi. Rõ, cảm ơn sếp. Người mới. Có, thưa sếp. Người đủ tuổi ở buồng xanh. Tăng thời hạn thi hành án. Chưa đủ tuổi cũng phải vào đây. Bọn họ tăng một tuần, các cậu tăng một tháng. Muốn sớm ra khỏi đây thì biểu hiện cho tốt vào. Đó, thưa sếp. Học viên, hai mắt cậu vô thần, giống như trúng tà vậy. Xem như cậu may mắn được gặp tôi. Tôi từng theo sư phụ Mao Sơn học thuật trừ tà. Ngồi cúi xuống. Đó, đỡ hơn chưa? Mặt mày rạng rỡ. Không được quán giận. Có đỡ hơn chút nào không? Thấy nhân phẩm của cậu cũng khá, cho nên lần này miễn phí. Lần sau thu phí đó. Có tức giận không? Tên khốn này. Hỏi mày đấy. Rõ, thưa sếp. Sabi, 20 dòng. Rõ, thưa sếp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bà xã, em tìm anh à. Tối về mua giúp em một hộp sữa bò nhé. Xin lỗi, quên nói với em là nhà của Sâm có chuyện. Hôm nay anh phải làm thế, cho nên không về nhà được. Nhưng đồ ăn sắp nấu xong rồi.
Anh phải làm việc mà. Alo, bà xã. Alo, công việc quan trọng. Vậy khi nào anh về? Chắc là thứ năm. Trời trở lạnh rồi. Anh nhớ phải mặc thêm áo ấm. Em cũng vậy, nhớ mặc thêm nhiều áo ấm. Còn nữa, anh hứa với em, thứ năm này chúng ta cùng ăn cơm nhé. Ừ, tạm biệt. Nghiêm. Có, thưa sếp. Chào buổi chiều sếp. Tôi là DC 332343 Thái Minh Vật. Chúng tôi xin được phép vào nhà ăn. Chào buổi chiều sếp. To tiếng vậy, muốn dọa tôi sao? Xin lỗi sếp. Đã năm ba rồi, biểu hiện vẫn tệ như vậy, không muốn rời khỏi đây sao? Xin lỗi sếp. Bỏ tay xuống. Cảm ơn sếp. Đi nhận cơm đi. Cảm ơn sếp. Bắt đầu đi, đi. Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu. 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 Tất cả ngồi xuống, đối diện thẳng hàng. Đứng dậy. Xin lỗi sếp. Không thẳng hàng không được ăn cơm. Xin lỗi sếp. Tất cả ngồi xuống, đối diện thẳng hàng. Lão quỷ, giao cho anh. Vâng, thưa sếp. Dưa, nước, thịt, cơm, trứng. Cảm ơn sếp. Ăn cơm. Vâng, thưa sếp. Cảm ơn sếp. Bốn, ba, hai, một, ngừng. Làm cái gì vậy? Bộ ở nhà hưởng thụ sao? Xoay người. Rõ, thưa sếp. Ra ngoài. Rõ, thưa sếp. Kiểm tra cơ thể. Bắt đầu. Sếp ngủ ngon. Sếp ngủ ngon. Sếp ngủ ngon. Sếp ngủ ngon. Cảm ơn sếp. Mặc đồ vào. Cảm ơn sếp. Nhanh lên. Xin lỗi sếp. Tinh. Tôi tên A Tinh. Vào lâu chưa? Hơn một tuần rồi. Hơn một tuần đều là như thế này sao? Ở đây là như vậy. Dở dẫn. Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì không sợ bị đánh.
Mấy tên đó chẳng qua chỉ là mấy ông già sắp xuống lỗ thôi. Chắc chắn là mình đánh lại họ. Nhỏ tiếng thôi, cậu đừng nằm mơ. Có người từng thử rồi, kết quả là bị đánh chết đi sống lại. May là cậu nói với tôi, nếu là người khác thì bị mách lẻo rồi đó. Cậu không mách lẻo sao? Trước khi cậu vào, có người bảo tôi phải quan tâm cậu. Đừng nghĩ nhiều, mấy tháng sẽ qua nhanh thôi. Thật ra cậu rất may mắn, vừa đến đã gặp sếp Hào. Anh ấy là giáo quan tốt duy nhất ở đây, còn lại đều không có tính người. Đặc biệt là sếp Trần và lão quỷ, một tên biến thái, một tên bạo lực, không ai dám đến gần. Đừng nghĩ nhiều nữa, sau này từ từ thích ứng. Ngày 8 tháng 1 năm 2016 phạm tội trộm cướp. Ngày 7 tháng 3 năm 2016 bị tòa án quan đường xử phạt cải tạo lao động. Chào buổi sáng sếp. Cảm ơn sếp. Chào buổi sáng sếp. Chào buổi sáng sếp. Cảm ơn sếp. Bảo. Tôi là DC 36314 Triệu Dực Tinh, Tổ Bính. Ngày 5 tháng 1 2016 phạm tội trộm cướp. Ngày 2 tháng 3 năm 2016 bị tòa án Đông Hải xử phạt cải tạo lao động. Chào buổi sáng sếp. Cảm ơn sếp. Được rồi. Dân, thưa sếp, cảm ơn sếp. Chào buổi sáng sếp. Báo. Tôi là DC 333-168 Trương Xuân Huy, Tổ Bính. Ngày 13 tháng 12 năm 2015 phạm tội gây thương tích cho người khác. Ngày 10 tháng 3 năm 2016 bị tòa án quan đường xử phạt cải tạo lao động. Chào buổi sáng sếp, cảm ơn sếp. Ngày mà cũng không nhớ sao? Xin lỗi sếp. Ngày mai phải trôi chảy. Dân, thưa sếp, cảm ơn sếp. Được rồi. Chào buổi sáng sếp, báo. Tôi là DC 363075 Bào Hạo Long, Tổ Bính. Ngày 4 tháng 12 năm 2015 phạm tội khiêu dâm. Ngày 28 tháng 2 năm 2016 bị tòa án xa đường xử phạt cải tạo lao động. Chào buổi sáng sếp, cảm ơn sếp. Được rồi. Dân, thưa sếp, cảm ơn sếp. Học viên mới này không muốn báo cáo. Xin lỗi sếp. Tất cả chống đẩy cho đến khi học viên mới này báo cáo mới thôi. Rõ, thưa sếp, cảm ơn cậu. Tất cả bước lên trước một bước. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Báo cáo sếp. Ngừng. Dân, thưa sếp, cảm ơn sếp. Báo. Tôi là D 363121. Nhìn tôi. Báo lại. Tôi là DC 363121, Lương Dịch Phạm. Ngày 1 tháng 1 năm 2016 phạm tội tấn công cảnh sát, bị tòa án Tây Cửu Long xử phạt cải tạo lao động. Cậu biết mình phải cải tạo sao? Biết mình phạm tội nên mới phải vào đây sao? Một mình cậu liên lụy tất cả mọi người. Xin lỗi sếp. Không báo cáo chứ gì? Tất cả ra sân. Rõ, thưa sếp. Mấy học viên nói với nhau cậu là giáo quan tốt. Cấp trên biết chắc chắn sẽ không vui. Có cần tôi ra tay không? Không cần đâu, tôi sẽ tự xử lý. Hôm nay không ăn cơm sao? Chạy gì mà chậm vậy? Xin lỗi sếp. Báo cáo sếp, tôi muốn đi nhà tiêu. Nhà tiêu là gì? Tôi không hiểu. Cậu không có văn hóa sao? Nhà vệ sinh. Thưa sếp, xin lỗi sếp. Nói lại lần nữa. Báo cáo sếp, tôi muốn đi nhà vệ sinh. Muốn đi lắm sao? Lão quỷ, để cậu Hào. Muốn đi nhà vệ sinh sao? Dân, thưa sếp. Đi nhanh về nhanh. Quay lại tập nhiều hơn, có biết không? Rõ, thưa sếp, cảm ơn sếp.
Đưa đi. Nhanh lên, phiền phức quá. Tiếp tục tập luyện. Rõ, thưa sếp. Chào buổi sáng sếp. Ngồi đi. Cảm ơn sếp. Mấy ngày nghỉ phép có kế hoạch gì không? Ở nhà với vợ, nghỉ ngơi vài hôm. Chỉ có hai vợ chồng sẽ rất chán. Mau sinh một đứa con đi. Ở nhà có trẻ con sẽ khác ngay. Chưa có dự định. Công việc ở đây lại rất bận rộn. Không thể nói như vậy. Nơi này cũng không còn hy vọng gì. Cũng chưa chắc. Chỉ cần cho họ cơ hội và chỉ dạy họ tốt, họ vẫn còn có hy vọng. Ở lâu dài rồi cậu sẽ hiểu thôi. Bọn họ căn bản không thể bắt đầu lại. Cuối cùng lại phạm tội thôi. Đúng là rất khó. Cần có thời gian. Nhưng không phải là không có hy vọng. Hào, nơi này là trại cải tạo, không phải trường học. Các học viên đều gọi cậu là giáo quan tốt, cười cậu tốt bụng. Bọn họ vốn không hề sợ cậu. Cải tạo cũng là giáo dục. Trôi giọt chưa chắc là đã có kết quả. Các đồng nghiệp nói cậu cố chấp. Cậu nên nói chuyện nhiều với họ. Kinh nghiệm của cậu còn ít. Anh Trần và Lão Quỷ có nhiều kinh nghiệm. Cậu nên học hỏi họ. Dân, thưa sếp. Cảm ơn sếp. Công việc hàng ngày của chúng ta tương đối dày đặc. Buổi sáng phải thức dậy lúc 4:30. Đến 7 giờ tối, khi hoàn thành công việc trong ngày mới được về buồng giam. Tất cả yên lặng. Rõ, thưa sếp. Đứng dậy. Cậu đọc lại một lần đi. Cuộc sống. Đừng đọc nữa. Xin lỗi sếp. Ăn nói cũng không lưu loát. Không lo học hành lại đi làm lưu manh. Ra ngoài. Quỳ xuống. Bảo cậu quỳ xuống. Ở bên ngoài quay lắm chứ gì. Bò. Bò ra ngoài đi. Bò đi. Đứng dậy. Tất cả đứng dậy. Rõ, thưa sếp. Giúp cậu ta. Bò đi. Rõ, thưa sếp. Động tác nhanh lên. Bò đi. Giúp cậu ta. Rõ, sếp. Tao thích nhất là xử những thằng như mày. Tao sẽ hành mày đến chết. Ở bên ngoài làm đại ca, trong này thì làm chó. Chăm sóc mày, tao nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mày. Tao sẽ bảo giáo quan chơi mày. Tao sẽ bảo giáo quan chơi mày. Để xem bộ dạng kênh đó của mày tức cười như thế nào. Mày chết chắc rồi. Pam, cậu sao vậy? Cố lên, ngủ sớm đi. Ông xã, anh về rồi sao? Để anh tắm đã.
Ngủ đi, đừng xem nữa. Chúng ta còn trẻ, vẫn còn cơ hội. Hết rồi. Bác sĩ nói em không thể sinh con nữa. Đừng nản lòng. Có anh ở bên em. Có anh bên em sao? Tối nào cũng chỉ có một mình em. Anh phải đi làm mà. Vậy còn em? Chào buổi sáng sếp. Chào buổi sáng sếp. Chào buổi sáng sếp 5. Chào buổi sáng sếp 6. Mặc quần áo, rõ thưa sếp. Động tác nhanh lên. Xin lỗi sếp. Tâm trạng của tôi hôm nay vô cùng kém. Chó xa bì. Dân thưa sếp. Tình yếu ớt. Dân thưa sếp. Cảm ơn sếp. Về vị trí cũ. Rõ thưa sếp. Mặt mày vậy là sao? Có gì bất mãn à? Ra ngoài. Cậu làm cái gì vậy? Xin lỗi sếp. Giơ tay lên. Tôi tặng cho cậu một món ăn. Hôm nay trời lạnh, ăn đá bào là sướng nhất. Cải canh xào. Thêm một cánh gà nữa. Hôm nay thời tiết rất xấu. Bên ngoài cũng như vậy sao? Thời tiết ở Hồng Kông vẫn luôn như vậy. Trước đây không giống. Có gì không giống nào? Trước đây trời xanh hơn. Lâu lắm rồi không được thấy bầu trời xanh. Thực ra có tìm tôi làm gì? Tôi nhận được bệnh án tinh thần của anh, nên muốn nói chuyện với anh. Cô có thể giúp tôi rời khỏi đây không? Nếu tinh thần hay sức khỏe của anh cần, tôi có thể sắp xếp cho anh nhập viện nghỉ ngơi. Nhưng thời hạn thi hành án sẽ kéo dài, anh có muốn không? Hoặc là tôi chỉ có thể cho anh cách khống chế cảm xúc. Cố gắng biểu hiện tốt ở đây sẽ có thể được giảm án. Tối nay ăn gì? Anh cũng ngứa tay à? Ý của tôi muốn nói, thật sự là tối nay ăn cái gì? Tối nay có cá. Món tôi thích nhất. Nếu có khiếu nại gì, bên ngoài có đơn, anh điền vào rồi đưa cho tôi. Thấy cậu luôn biểu hiện kém, dạy cho cậu một bài học đặc biệt. Cảm ơn sếp. Xoay người. Bắt đầu, đi. Trái. 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 Phải. Trái. Vậy là sạch rồi sao? Vẫn còn bẩn kìa. Xin lỗi sếp. Chùi nhà vệ sinh không phải như vậy. Phải dùng ngón tay chùi. Chùi.
cúi xuống nhìn cho rõ. Bây giờ sạch hơn nhiều rồi, nhưng người cậu lại bẩn. Lấy tay cậu chà răng đi. Nhìn xem, bây giờ sạch rồi. Sau này cho mày lãnh đủ. Nhớ kỹ những gì tôi dạy. Chùi nhà vệ sinh phải dùng ngón tay. Cảm ơn sếp. Lão quỷ, anh uống cà phê không? Chủ nhật cậu phải đến đó. Đưa vợ cậu theo nữa, đông người mới vui. Không được ăn vụng. Anh lại đánh nhau nữa à? Anh quên đã hứa gì với em sao? Chết tiệt. Đứng dậy. Tất cả đứng dậy. Đỡ cậu ta. Cố lên đi. Nhanh lên, cậu ta sắp không ổn rồi. Đưa cậu ta ra ngoài. Nhanh lên, đừng nhìn nữa. Nhanh lên. Nhanh lên. Quay vào đi, quay vào. Lương Dịch Phạm. Cậu có tin là có hồn ma không? Tôi nghe nói nếu chết ở đây thì hồn vĩnh viễn sẽ ở lại đây. Vì sao chứ? Bởi vì đó là báo ứng của cậu. Cậu làm nhiều việc xấu như vậy, không nên có báo ứng sao? Ở bên ngoài cậu nợ bao nhiêu người, bản thân cậu biết rõ. Vào đây xem như trả nợ đi. Sam, đưa cậu ta tới bệnh viện đi. Vâng, thưa sếp. Một con sáu. Một con sáu. Một con sáu. Đi Hào, qua đây chơi đi. Mọi người chơi đi. Sao? Có đi không? Bài của anh là to nhất rồi.
Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu. Ba sáu ba một hai một về bù. Rõ, thưa sếp. Lại là treo cổ à? Chuyện của hai hôm trước. Tan ca rồi làm gì? Lương Dịch Phàm, không phải cậu nói sẽ dạy dỗ lại tôi sao? Ăn no thì mới có sức. Báo cáo sếp, đã phát xong. Trời lạnh thích hợp ăn thịt nướng nhất. Cho tôi một cái đi. Tự anh không biết làm sao. Coi chừng nướng khét đó. Con đừng có chạy nữa. Mẹ đã bảo con đừng chạy lung tung mà. Bà đánh đòn con mới nghe lời phải không? Chuyện nhỏ mà, đừng có hệ chút là đánh đòn. Con trai anh không nghe lời, anh cũng không dạy nó. Để anh. Anh đẹp trai, bị ngã à? Có sao không? Không sao. Không sao thì chơi tiếp đi. Hồi bé con trai tôi cũng thích chạy nhảy khắp nơi. Trẻ con nó hiếu động mà. Nuôi con tới 100 tuổi thì hết 99 là ưu phiền. Con trai tôi ở anh khiến tôi lo lắng chết đi được. Những chuyện này cậu sẽ không hiểu được đâu. Nói chuyện gì? Tôi nói hai người kết hôn mấy năm rồi, vẫn cứ thế giới của hai người. Đến lúc nên có con rồi đó. Chưa có dự định đó. Đừng để muộn quá. Nên sinh lúc còn trẻ. Đợi vài năm nữa, sợ cậu không còn sức chơi với nó. Không đâu, cậu Hào là khỏe nhất. Nhìn lúc cậu ấy làm việc là biết. Thường xuyên làm thế cho đồng nghiệp, việc gì cũng làm hết sức cả. Còn trẻ thì nên cố gắng một chút. Em dâu à, Hào là giáo quan xuất sắc nhất trại cải tạo đấy. Tôi chỉ làm theo bổn phận thôi. Chỉ vậy họ là trách nhiệm của chúng ta. Tôi biết rồi. Phạt và dạy lúc thì thích hợp, lúc thì tách ra. Xử phạt và giáo dục không thể tách ra được. Chỉ đánh họ thôi là vô dụng. Bọn họ sẽ không phân biệt được đúng sai. Đó không phải là đánh, là bọn họ phải chấp nhận cải tạo. Bọn họ vừa không có cống hiến, lại đi khắp nơi làm chuyện xấu. Để bọn họ biết làm chuyện xấu sẽ bị trừng phạt là trách nhiệm của chúng ta. Xử phạt là chuyện tất nhiên, nhưng cũng phải giáo dục họ. Như vậy họ mới biết phân biệt được đúng sai, biết thay đổi bản thân mình. Hào là người bao dung, không giống như mấy ông già các anh. Tôi cho rằng chỉ cần cho họ biết phương hướng, họ đều có thể sửa đổi được. Lẽ nào họ không còn cơ hội sao? Bố mẹ không dạy, thầy cô giáo dạy không tốt, cảnh sát cũng không quản được. Đến trại cải tạo rồi thì cần phải có một cách dạy khác, là dùng cách dạy của chúng ta. Có rất nhiều cách. Trước đây tôi làm nhân viên xã hội, gặp được rất nhiều người trẻ tuổi như vậy. Bây giờ ai nấy đều có gia đình, có công việc đàng hoàng. Tất nhiên là cậu nói như vậy rồi. Năm xưa người cậu dạy tâm đắc nhất, cậu đã lấy về rồi. Cậu có rất nhiều thời gian dạy cô ấy. Nhưng trường hợp khác cậu dạy được bao nhiêu chứ? Anh nói lại lần nữa đi. Than làm không nói chuyện công việc. Siêu, cho thêm than vào đi. Tôi nói sự thật thôi mà. Sao vậy? Không vui thì đừng làm. Lên xe đi. Xin nghỉ phép cùng em sang Canada thăm mẹ đi. Xem như nghỉ chơi. Em biết công việc của anh nhiều mà. Vậy thì em tự đi. Em không muốn ở đây nữa. Em cho anh suy nghĩ có được không? Chúng ta về nhà trước đã.
Cậu vẫn ổn chứ? Không sao. 374. Vâng, thưa sếp. Nói. Tôi là DC358374, Thái Gia Châu. Chào buổi sáng sếp. Đi theo tôi. Vâng, thưa sếp. Cậu ta đi đâu vậy? Gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ Lý, cậu biết à? 121. Vâng, thưa sếp. Báo. Chào buổi sáng sếp. DC363121, Lương Dịch Phạm. Cảm ơn sếp. Theo tôi. Vâng, thưa sếp. Cậu tự xem đi. Bà ngoại tôi bị bệnh nặng sao? Tôi đã biết chuyện của bà ngoại anh. Anh vẫn ổn chứ? Anh có thể nói với tôi. Người nhà anh đâu? Anh sống cùng ai? Bà ngoại. Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ. Họ ly hôn mà. Tai nạn giao thông. Quan hệ giữa anh với bà ngoại thế nào? Bà một mình nuôi tôi khôn lớn. Tôi không có người thân nào khác. Tôi muốn đi thăm bà. Anh biết là không thể được. Khẩn cầu của anh, tôi có thể nói với sở phúc lợi để họ quyết định. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên duy trì biểu hiện tốt. Sở phúc lợi thấy anh đã bị xử phạt, đồng thời có ý sửa đổi, nói không chừng anh sẽ được ra sớm. Cháu làm người tốt thì cảnh sát lại ra tay với cháu. Cháu đánh cảnh sát là không đúng. Bà không nói với cháu nữa. Cháu tự sinh tự diệt đi. Bà từ bỏ cháu rồi. Cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu. Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu. Báo cáo sếp. Nói. Sếp Hào, anh có thể giúp tôi không? Tiếp tục làm việc đi. Vâng, thưa sếp. Sabi, trước đây đã gây sự với cậu. Đừng để buồn. Bà ngoại tôi xảy ra chuyện. Tôi muốn được ra ngoài sớm. Có cách nào không? Chuyện cũ đã qua. Nếu cậu muốn được ra ngoài sớm thì bất cứ lúc nào cũng phải giơ tay nhanh nhất, biểu hiện tốt trước mặt giáo quan, trực chiều, làm giáo quan vui. Hiểu rồi. Ngủ đi.
Anh chính là sếp Từ. Gọi tôi là Hào. Không ngại tôi ngồi xuống chứ? Ngồi đi. Sếp Hào, gần đây anh Phạm vẫn tốt chứ? Cậu ấy biết chuyện của bà ngoại rồi. Cậu ấy lo lắng. Anh ấy có gây sự không? Không có. Cậu ấy biểu hiện rất tốt, rất nhớ mọi người. Khi nào anh ấy thì được thả ra? 2-3 tháng sau. 2-3 tháng sau. Đừng lo lắng. Cậu ấy biểu hiện rất tốt, sẽ nhanh chóng được ra ngoài. Chỉ sợ bà ngoại không đợi được. Đây là bùa bình an bà ngoại cho Phạm. Hãy bảo anh ấy sớm ra ngoài. Được, tôi sẽ đưa cho cậu ấy. Đương dịch Phạm. Dân sếp, qua đây. Dân sếp. Cảm ơn sếp. Nếu cậu còn muốn gặp bà ngoại thì bản thân cậu hãy làm cho tốt, nhanh chóng rời khỏi đây. Cảm ơn sếp. Làm tốt một chút. Dân sếp, tiếp tục. Tôi nói các cậu nghe rõ không? Biểu hiện tốt lắm. Tôi muốn dạy cậu thêm. Cảm ơn sếp. Tốt lắm. Cảm ơn sếp. Chào buổi sáng sếp. Cảm ơn sếp. Làm tốt cho tôi. Dân thư sếp. Mặc vào đi. Come on.
Cậu nói xem đúng không? Đúng cái gì? Tôi đã nói rồi mà. Thật ra cậu đã phạm tội gì vậy? Không thể so với cậu được, là một chuyện ngu ngốc. Tôi trộm đồ của bạn gái. Trộm cái gì? Trộm son môi. Làm gì thế? Trả lại đây. Trả lại đây. Sao lấy thư của người khác? Son môi trị giá bao nhiêu tiền hả? Vấn đề không phải là tiền. Tên khốn này. Cậu xem, bạn gái tôi gửi thư đến này. Sau này rảnh rỗi chúng ta gặp mặt. Có chuyện à? Lần này tôi cố ý quay trở lại. Nếu có mặt giáo quan thì tránh xa tôi ra. Đừng để họ biết chúng ta thân với nhau, nghe không? Tại sao cậu muốn quay trở lại? Một người bạn của tôi đã tự sát ở đây. Cậu ấy có để lại một bức di thư. Không nói nữa, không muốn liên lụy các cậu. Ngủ thôi. Hào à, chỗ tôi giới thiệu có được không? Đã đi chưa vậy? Vẫn chưa, nhưng đã đặt rồi. Bọn tôi ai thử cũng đều khen. Giờ anh chắc chắn sẽ rất thích. Tôi đã xin nghỉ phép, định cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Ngưỡng mộ quá. Báo cáo sếp. Báo cáo. Xin phép đi vệ sinh. Đi nhanh về nhanh. Vâng, cảm ơn sếp. Cởi hết đồ ra. Muốn tôi làm ư? Xin lỗi sếp. Thật ra giáo quan chúng tôi rất quan tâm cậu. Biết sức khỏe của cậu không tốt, hiện tại chắc vẫn chưa hồi phục, nên có lòng mang cho cậu ít thuốc thoa. Đưa tay ra. Cảm ơn sếp. Báo cáo sếp, Triệu Dực Tinh lên cơn động kinh. Bản thân cậu ta cũng không có yêu cầu. Cậu xen vào việc người khác làm gì? Ngủ đi, xin lỗi sếp. Báo cáo sếp, tôi thấy Triệu Dực Tinh sắp không chịu được nổi rồi. Sợ cậu ấy không qua được đêm nay. Bỏ tay xuống lên giường ngủ. Xin lỗi sếp, có muốn tôi đánh giá kém trong báo cáo không? Xin lỗi sếp. Sao vậy? Quỷ nhập vào người. Không giống. Là thật mà sếp. Lập tức đưa cậu ta ra ngoài. Vâng, thưa sếp. Khốn kiếp. Thật biết chọn lúc. Gây thêm phiền phức cho mình mà. Hôm nay một đồng nghiệp đưa cho tôi cái này. Bức thư này cùng với những văn kiện khác được gửi đến các bộ phận khác nhau. Giáo quan của bộ phận nào sau khi phát hiện thấy thì đem trả lại. Có ai biết được nội dung của bức thư không? Có đoán được không? Có người nào còn nhớ Ngô Tuấn Phát không? Không ấn tượng sao? Nội dung thư liên quan tới cuộc sống của cậu ta ở đây. Vì sao không vui? Vì sao tự sát? Trong thư có đề cập tên của ba giáo quan. Tôi rất tò mò tại sao bức thư này lại xuất hiện vào ngày hôm nay. Tôi không biết người nào làm. Đó cũng không phải là trọng điểm. Tôi chỉ muốn khẳng định một việc. Đừng để xảy ra lần nào nữa. Vâng, thưa sếp. Hào, về làm việc trước đi.
Ông xã, em tan làm rồi. Buổi tối mua đồ ăn ở ngoài. Còn anh, đã ăn cơm chưa? Em muốn nuôi một con mèo. Anh nói xem có được không? Anh yên tâm, em sẽ tiếp thu buổi huấn luyện nuôi chó mèo lần trước. Lần này em sẽ kiên nhẫn. Nghe nói nuôi mèo rất đơn giản. Anh về rồi chúng mình sẽ bàn bạc thêm. Xếp mã. Tan làm rồi không cần chào. Chừng 2 năm nữa gặp nhau ở ngoài thì tôi sẽ phải chào cậu. Đừng đùa tôi, tôi còn rất nhiều thứ phải học. Chuyện hôm đó đừng để trong lòng. Bọn họ xấu tính vậy đó. Tôi hiểu, chẳng qua là trao đổi giữa đồng nghiệp với nhau thôi. Qua một thời gian nữa cậu nên xin đổi đi nơi khác. Cậu ở đây rất là lãng phí. Tôi là người đợi về hưu, nhưng cậu không giống như vậy. Tôi rất coi trọng cậu. Cảm ơn sếp. Ngừng ăn. Đứng lên. Chào sếp. Nhân số phòng ăn 30 người, một người có bệnh tâm thần đã ghi chép lại, báo cáo hết. Cảm ơn sếp. Hôm nay giám sát tới tuần tra, có khiếu nại thì mời giơ tay. Chào buổi chiều sếp. Hôm nay giám sát Trần Chí Lạc đích thân tới trại cải tạo lao động, mục đích là đến thăm mọi người, hỏi thăm tình hình sinh hoạt của mọi người. Chào mọi người, tôi là Trần Chí Lạc. Tôi muốn biết mọi người có thích ứng với cuộc sống nơi này hay không. Cậu thì sao, có quen không? Chào sếp, vì muốn sửa sai lầm của cuộc đời mình cho nên không cực khổ. Cậu phải nhớ, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Dân thưa sếp. Còn cậu, cậu thấy thế nào? Chào sếp, tôi cảm thấy rất tốt. Có gì tốt? Giáo quan khiến tôi nhận rõ được sai lầm của chính mình, học gánh vác hậu quả. Điều này thật sự rất tốt. Nhưng chỗ nào còn thiếu sót? Có thỉnh cầu đặc biệt gì không? Như vấn đề ăn uống, hoặc khiếu nại những vấn đề khác, cậu đều có thể cho tôi biết. Không có khiếu nại tôi cảm thấy rất hài lòng. Người đã phạm sai lầm không nên yêu cầu quá nhiều. Tôi muốn sửa sai lầm lại cuộc đời, làm một con người mới. Sai lầm không quan trọng, quan trọng là biết sai có thể sửa. Hãy nhớ, vì mình phạm sai lầm nên phải gánh vác trách nhiệm. Tôi cũng hy vọng nhìn thấy con người mới của mọi người. Dân cảm ơn sếp. Lời của ngài giám sát mọi người có nghe thấy không? Có, thưa sếp. Mọi người phải nhớ cho kỹ. Vâng, thưa sếp. Tôi nghĩ hành trình hôm nay vậy đủ rồi. Vất vả rồi, tôi tiễn ngài. Xin mời. Cảm ơn sếp. Tất cả ngồi xuống. Đối diện. Thẳng hàng. Tiếp tục ăn cơm. Vâng, thưa sếp. Cậu cho rằng là ai? Nhất định không phải là đồng nghiệp. Trực giác khi đó của tôi là Hào. Bây giờ là cảm thấy không có khả năng. Cậu ấy không cần dùng mấy trò gian trá này. Chắc chắn là bọn khốn này. Cậu biết là ai không? Gần đây ai không chịu an phận nhất? Tên khốn Trần Nhật Tinh. Tin tôi đi. Nhất định là cậu ta khiếu nại.
Sếp, mang bản tên ra đây. Dân thưa sếp. Là cậu mật báo sao? Xin lỗi sếp. Phát hiện thư ở đâu? Xin lỗi sếp, tôi nghe không hiểu. Cậu không tin tôi? Tôi thực sự không biết gì cả. Tôi hỏi lại lần nữa, là cậu phải không? Lương, đưa cậu ta về buồng. Dân thưa sếp, đừng nhìn nữa. Tôi nói chuyện nhỏ rồi, dễ dàng chịu đựng được lắm. Chỉ cần 2 tuần thì có thể gặp cô ấy rồi. Nghĩ thôi cũng đã rất vui. Cậu nói xem, đầu tiên nên làm gì với cô ấy đây? Ăn cơm, xem phim hay là thân mật trước? Không ai có thể lên thiên đàng. Tin, tôi sẽ rửa quan cho cậu. Cơm, nước, rau, thịt, sa bì. Cậu điên rồi. Xin lỗi sếp. Xin lỗi sếp. Cảm ơn sếp. Xin lỗi sếp. Cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp. Muốn gây sự phải không? Xin lỗi sếp. Cậu ngồi xuống cho tôi. Muốn gây sự phải không? Xin lỗi sếp. Xin lỗi sếp. Xin lỗi sếp. Xin lỗi sếp. Thi mạng. Bà xã. Anh đẹp trai, chơi cùng em đi. Tôi là chồng của Thi mạng. Mất hứng quá. Bà xã, sinh nhật vui vẻ. Dũng dị muốn chơi một sự bất ngờ. Đừng uống say quá. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Bà xã, em làm gì vậy? Đứng lên.
Em đã hứa với anh sẽ không đụng vào ma túy nữa mà. Tất cả mọi người đi đi. Tất cả mọi người đi đi. Cậu câm miệng. Các cậu đều câm miệng. Làm gì đánh người thế? Đừng có gây chuyện. Sếp, cậu ta, cậu muốn thế nào? Nghĩ là tôi dễ ăn hiếp phải không? Điên này, điên này. Dừng tay, dừng tay. Cẩn thận thì hơn. Kẻo cấp trên lại mắng cậu bây giờ. Tự biết thân phận đi. Cậu làm gì thế? Xin lỗi sếp. Tôi không muốn cậu xin lỗi. Tôi hỏi cậu đang làm gì. Chuyện bức thư vừa mới giải quyết xong. Giám sát vừa kết thúc tuần tra. Lại xảy ra chuyện rồi. Hôm nay cậu lại công khai đánh học viên. Có phải muốn chống lại tôi hay không? Xin lỗi sếp. Tôi nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Cam đoan sẽ không xảy ra lần nữa. Nhất thời không kiềm chế được cảm xúc thì sẽ liên lụy tới mọi người, càng gây thêm phiền phức cho tôi. Sự cố đó khó khăn lắm mới làm êm chuyện được. Hôm nay cậu lại gây rắc rối. Cẩn thận giữ không được chức đó. Xin lỗi sếp. Tôi sẽ chú ý. Cậu hãy nhớ chúng ta là tập thể. Xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều khó thoát khỏi trách nhiệm. Cậu tự giải quyết cho tốt. Ra ngoài. Vâng, thưa sếp. Hào à, sao ở đây một mình hút thuốc như vậy? Hút cùng đi. Không phải cậu đã cai thuốc rồi sao? Hít thở không khí thôi. Không giống tác phong của cậu. Cậu không cần để ý. Chẳng qua là mặt tiền của cấp trên mà thôi. Nhưng cậu ngốc quá. Chọn thời điểm không thích hợp. Cậu nên học hỏi tôi. Lâu lâu xả một chút. Phiền não đều giấu trong lòng. Chỉ sẽ khổ bản thân mình thôi. Nếu cậu thật sự nhịn không được, tôi sẽ dạy cậu một chiêu. Làm một vòng đi. Ai sợ ai? Đường đường là đàn ông, không cần phải xấu hổ. Tôi giúp anh trong đồ. Nào, là đàn ông thì ra đây. Hăng hái một chút. Dân sếp, lại muốn tôi đánh giá kém trong báo cáo à? Xin lỗi sếp. Gót chân chạm đất, mắt nhìn phía trước, tay duỗi thẳng. Rõ sếp. Gót chân chạm đất, mắt nhìn phía trước, tay duỗi thẳng. Rõ sếp. Chân phải duỗi thẳng, tay không được nhúc nhích. Rõ sếp.
Hai ngày sau tôi ra rồi. Cậu đánh xếp từ trước mặt mọi người, anh ta nhất định sẽ trả thù. Nói không chừng sẽ tìm cơ hội tăng thời hạn thi hành án của cậu. Phải chuẩn bị tâm lý đấy. Giống như lời A Tinh nói, tôi chịu đựng được. Bữa ăn cuối cùng, đừng ăn thức ăn thừa. Ra cổng thì đừng quay đầu lại. Sau khi ra tù thì tìm tôi. Để cho cậu tìm tôi suốt quẩy à? Lương Dịch Phàm, dân sếp, theo tôi ra ngoài. Dân sếp. Ngày mai sẽ ra tù, có tính toán gì không? Đi thăm bà ngoại. Còn nhớ những lời trước đây tôi đã từng nói với cậu những gì không? Nhớ. Thiếu nợ phải trả. Bây giờ đã trả hết nợ. Quan trọng nhất là sửa sai làm lại cuộc đời, là một con người mới. Cậu biết là tốt. Có dự định gì không? Sẽ tiếp tục lăn lộn giang hồ à? Còn anh sẽ tiếp tục làm giáo quan sao? Sao cậu biết? Tên Trần và lão quỷ thích nhất là nói về anh. Có dự định gì không? Không biết. Cậu có đề xuất gì không? Lăn lộn giang hồ với tôi đi. Tên nhóc thối. Sao thế? Không nỡ bỏ lão quỷ, muốn lập tức quay lại à? Đừng nói móc tôi. Là một người tốt. Dân, sếp. Chào buổi sáng sếp. Tôi là DC-363121, Lương Dịch Phạm, Tổ Đình, ngày 1 tháng 1 năm 2016, phạm tội tấn công cảnh sát, ngày 12 tháng 3 năm 2016, bị Tòa án Tây Cửu Long xử phạt cải tạo lao động. Ngồi xuống, cảm ơn sếp. Theo ghi chép, thời hạn thi hành án của cậu là ngắn nhất. Động lực của cậu là gì vậy? Tôi muốn nhanh chóng ra ngoài để đi thăm bà ngoại. Chuyện của Triệu Dật Tinh đã được xác thực là ngoài ý muốn. Sau này có người hỏi đến, phải trả lời đúng sự thật. Vâng, thưa sếp. Có lời gì muốn nói trước khi ra trại không? Tôi sẽ nhớ kỹ nơi này. Mãi mãi ghi nhớ. Bà ngoại, ở đây có quen không? Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm bà. Ừ.
Con hứa với bà, con sẽ làm người tốt. Không sao. Anh muốn suy nghĩ nên làm thế nào với linh vị của bà. Em có chút tiền để dành, có thể giúp được anh. Anh sẽ tự nghĩ cách. Đừng giận. Em giấu anh vì lo lắng cho anh. Anh hiểu. Đây, đây là tin tức lớn. Gọi gì ạ? Tôi muốn mì ý thịt lợn, chiên sốt cà, trà chanh đá. Cho tôi ly trà sữa nguyên ương nóng. Trong 3 tiếng đồng hồ có hơn 300.000 lượt truy cập. Tin tức vạch trần giáo quan trừng phạt. Tổ điều tra đã tiếp tục sự việc. Chúng tôi sẽ theo trình tự đã định, xử lý một cách công bằng, công chính. Đây nè, giao thức ăn đi. Vâng, vừa rồi có nhắc đến giáo quan. Đại ca, thằng nhóc thối. Chuyện lần trước em nhắc tới, anh suy nghĩ thế nào rồi? Không hay đâu. Đừng nói với em là anh sợ đó. Chỉ làm chút chuyện giặt giảnh đã có thể kiếm được hơn 100.000. Cậu tìm người khác đi. Đại ca, không có anh thì không có em. Chuyện đánh cảnh sát lần trước, anh đã gánh một trách nhiệm. Đám anh em đều đang đợi anh. Tiểu Chu, anh luôn là người dẫn dắt chúng ta. Đừng có lôi thôi. 2 ngày nữa hành động. Lần này sẽ kiếm được hơn 100.000. Anh suy nghĩ kỹ đi. Là số lớn đó. Là số lớn à? Đúng vậy, quy mô lớn. Đều là anh em của mình. Đã sắp xếp xong rồi. Tôi sẽ suy nghĩ. Đi trước đây. Anh Phạm, đã lâu không gặp. Đồ khốn, dám để anh Phạm đi giao đồ ăn. Xin lỗi đi. Mọi người đều muốn làm người tốt, buông tha cho cậu ta đi. Nè, mày muốn báo thù thì đến tìm tao, đừng lưu lị người khác. Sao phải báo thù? Anh có đắc tội với tôi sao? Tao nợ mày sẽ trả cho mày. Trả à? Anh trả cho tôi thế nào? Anh thật sự quá kích động rồi. Mày muốn thế nào? Đâu có. Cho dù anh chạy đến đâu thì lúc rảnh tôi vẫn sẽ đến thăm anh. Cảm ơn. Đưa cậu đi bệnh viện nha. Chuyện nhỏ thôi. Ngồi xuống trước đi. Xin lỗi anh Bưu. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Các giáo quan đều dựa theo những quy định vô lý để làm nhục trại viên, làm tổn hại danh dự của họ. Không giống như những gì phía các giáo quan đã nói là có nhiều nguyên nhân.
Tôi cho rằng nói ra sự thật là trách nhiệm của tôi. Các giáo quan lạm dụng chức quyền, giải tỏa cảm xúc cá nhân. Tôi biết có rất nhiều người sau khi rời khỏi đều không muốn nhắc lại. Mục đích là để đạt đến 3 phương châm lớn của trại cải tạo lao động: thời hạn thi hành án ngắn, trong thời gian ngắn tiếp nhận huấn luyện có tính kỷ luật và tự kiềm chế, giữ nghiêm kỷ luật, phải nghe theo chỉ thị của giáo quan, bao gồm sinh hoạt và ăn uống hàng ngày, kiểm điểm sâu sắc, khiến học viên hiểu rõ hậu quả và tính nghiêm trọng của việc phạm lỗi. Làm gì thế? Hôm trước tang cẩu bị chém, là ai đã ra tay? Sếp Long à, tôi không biết. Nghe nói là đàn em của cậu. Anh nghe ai nói vậy? Lâu lắm rồi tôi không có ra giang hồ nữa. Đừng có gạt tôi. Mỗi ngày tôi đều đi làm, tan làm thì về nhà. Không tin anh có thể hỏi nhân viên phúc lợi của tôi. Không phải đàn em của cậu từng đi tìm cậu sao? Lâu rồi không gặp, trò chuyện chút thôi. Nói chuyện. Nói chuyện gì? Sắp có hành động mới phải không? Anh không tin cũng hết cách. Tôi đã rời khỏi xã đoàn rồi. Nếu cậu là tôi thì cậu sẽ tin sao? Cậu mà làm người tốt thì sẽ không còn cảnh sát rồi. Anh muốn thế nào? Tôi muốn biết là ai đã ra tay. Vậy thì khỏi nói đi. Tuyệt đối đừng để tôi nắm được thóp của cậu. Biết không? Thiên Thiên, tối nay anh đi uống rượu với đám anh em. Về trễ chút. Đại ca, anh Phạm tái xuất giang hồ, giang hồ nhất định sẽ dậy sóng. Chạy đi. Tiêu, lần này phiền phức rồi. Thật đúng lúc. Cậu là Tiểu Chu, chị dâu khỏe không? Đi đâu vậy? Bọn em muốn tụ tập với anh Phạm một chút. Vừa hay đêm nay là giao thừa, đến quán bar uống vài ly. Không phải là một đám đàn ông đi tán gái sao? Yên tâm, sẽ không tán gái. Anh đừng hứa với em tối nay cùng nhau nấu cơm mà. Anh lại quên rồi sao? Một chút tối anh sẽ quay về mà. Anh lại muốn lừa em phải không? Anh bị em bắt tại trận, đừng hòng gạt em. Chẳng qua anh chỉ đi uống với anh em vài ly, sẽ về mà, được chưa? Chắc chắn là đi cô gái rồi. Em không cho anh đi. Bằng không thì dẫn em đi theo. Chạy đi. Tiểu Chu, các cậu đi đi. Tôi về với cô ấy. Các cậu chơi vui nha. Có cần em giúp không? Anh ổn chứ? Em muốn anh xuống bếp thì kiên nhẫn chờ một chút đi. Bây giờ là ăn khuya luôn rồi. Ăn khuya cũng tốt. Còn quấy rầy nữa anh không nấu đâu.
Được rồi, đếm ngược đi. 5 4 3 2 1 Chúc mừng năm mới. Có thể giúp được bao nhiêu thì giúp. Không thì tôi tự làm. Cậu nghiêm túc à? Phim tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Hào à, cậu có suy nghĩ kỹ cậu làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Đã không thể quay đầu rồi. Đây chỉ là bắt đầu. Là cậu quay sao? Lẽ ra không được mang điện thoại mà. Tôi dùng mạng để đổi lấy. Vậy nên xin ông giúp tôi. Rất tốt. Đi thảo luận với tổng biên một chút.